Theo các bạn, độc nào khi lên V4 sẽ mạnh hơn trong Black Fruit? Mình thách thức tất cả các bạn có thể ấn được vào nút đăng ký kênh. Bạn nào ấn được, nhanh tay comment xuống phía bên dưới để nhận một phần quà đây nha. Theo các bạn, khi lên V4 thì tộc thỏ và tộc cá, tộc nào sẽ có sức mạnh lớn hơn? Nếu như các bạn lựa chọn tộc thỏ, hãy ấn ngay vào nút like. Còn nếu như lựa chọn tộc cá, hãy ấn ngay vào nút đăng ký kênh nha. Bạn nào trả lời đúng sẽ nhận ngay cho mình một trái mochi vĩnh viễn trong tập tiếp theo. Nào, các bạn có 3 giây để đưa ra lựa chọn của bản thân mình. 3, 2, 1. Các bạn đã có đáp án của riêng mình chưa? Giờ thì hãy lên ngay shopzika.net để nhận được nhiều phần thưởng hơn nào.